Tổ pháp y có vai trò then chốt trong mỗi vụ án. Mọi thông tin khám nghiệm và báo cáo mà họ đưa ra sẽ là bằng chứng đanh thép giúp bạn tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ án. Trong tổ pháp y có những vị chuyên gia, những bác sĩ khám nghiệm thi thể, giúp điều tra tìm hiểu nguyên nhân tử vong thật sự của nạn nhân. Ngày nay, với những tiến bộ khoa học vượt bậc cùng với những kỹ thuật tiên tiến đã trợ giúp ít nhiều cho công tác khám nghiệm tử thi trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vẫn có những vụ án mà manh mối để lại quá ít, gây khó khăn cho công tác khám nghiệm, dẫn tới việc điều tra bị đình trệ, tưởng chừng mọi thứ sẽ rơi vào bế tắc, không có lời giải. Nhưng không phải toàn bộ đều trở nên vô vọng, đôi khi sẽ có những manh mối mới xuất hiện, và những manh mối đó được cung cấp bằng những phương pháp không hề bình thường. Những sự thật lạnh lùng được hé lộ bởi những hiện tượng vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Chào mừng các bạn đã trở lại với TV Bí ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một câu chuyện đậm chất tâm linh, oan hồn báo án và những hiện tượng tâm linh trong ngành pháp y. Trước khi bắt đầu video, rất mong các bạn để lại một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho ekip sản xuất. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ngay sau intro. Chuyến xe đêm và cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Bác sĩ pháp y Dương Nhật Tùng là một trong những chuyên gia pháp y nổi tiếng từ Đài Loan. Với hơn 47 năm kinh nghiệm và đã khám nghiệm hàng chục nghìn thi thể, ông được mệnh danh là Sherlock Holmes của phương Đông. Những câu chuyện kỳ lạ, nhuốm màu tâm linh mà ông trải qua đã làm cho sự nghiệp của ông trở nên huyền bí và đáng kính nể hơn bao giờ hết. Sinh ra và lớn lên tại Đài Loan, Dương Nhật Tùng từ nhỏ đã bộc lộ niềm đam mê với khoa học và sự tò mò về những bí ẩn của cuộc sống. Ông có một niềm tin sâu sắc rằng mọi sự kiện trên đời đều có một chuỗi nguyên nhân và hệ quả riêng biệt. Khi bước chân vào ngành pháp y, niềm tin đó vẫn khắc sâu trong lòng. Đối với ông, mỗi thi thể đều chứa đựng một câu chuyện cần được giải mã. Và nhiệm vụ của ông là tìm ra sự thật đằng sau đó để trả lại sự công bằng cho những nạn nhân xấu số. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức, trở thành một trong những chuyên gia pháp y hàng đầu của Đài Loan. Pháp y không chỉ là một nghề, mà còn là sứ mệnh giúp những người đã khuất nói lên sự thật, ông từng chia sẻ. Sự tận tâm và lòng nhiệt huyết đã giúp ông giải quyết nhiều vụ án phức tạp, đưa nhiều kẻ phạm tội ra trước ánh sáng công lý. Khoảng 20 năm trước, vào một đêm mưa phùn lạnh lẽo, bác sĩ Dương cùng đoàn cảnh sát hình sự đang trên đường di chuyển đến hiện trường một vụ đuối nước tại khu vực Lão Mai, nằm giữa Tam Chi và Dã Liễu ở Đài Bắc. Vì hành trình khá xa, nên giữa đường cả đoàn có dừng lại ăn tối. Khi trở lại xe, ông bất ngờ nhận thấy có một cô gái trẻ không quen biết đang ngồi cùng hàng ghế sau với mình. Lúc đó, ông chỉ nghĩ rằng cô gái ấy là người quen của một trong những người trên xe và đã có mặt trên xe từ đầu mà ông chưa kịp biết tới. Nên ông chỉ im lặng ngã lưng chợp mắt để lấy tinh thần chuẩn bị phá án. Khi xe tiến đến trạm kiểm soát, một cảnh sát thông báo về việc phát hiện thi thể một phụ nữ dưới chân cầu và đang chờ đội pháp y đến kiểm tra. Lúc đó cả đoàn chuẩn bị xuống xe để chuẩn bị công tác điều tra, thì thật kỳ lạ, cô gái trên xe ban nãy đã biến mất từ khi nào mà không ai hay biết. Chẳng có thời gian để quan tâm chuyện đó, cả đoàn nhanh chóng đi bộ xuống chân cầu nơi phát hiện thi thể. Khi đến hiện trường, bác sĩ Dương và đồng nghiệp chợt sững sờ, khi nhận ra thi thể kia chính là cô gái đã ngồi cùng họ trên xe suốt một quãng đường dài vừa rồi. Sự việc này lan truyền không chỉ gây chấn động giới truyền thông, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi khó lý giải về những hiện tượng huyền bí. Cũng từ sự kiện bí ẩn đó, linh tính mách bảo với bác sĩ Dương Nhật Tùng rằng vụ tai nạn đó chắc chắn không đơn giản. Oan hồn hiện linh như muốn truyền đạt một thông điệp nào đó với ông. Vì thế ông hạ quyết tâm nhất định phải tìm cho ra sự thật. Qua quá trình khám nghiệm, bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, bác sĩ Dương phát hiện những dấu hiệu bất thường trên cơ thể nạn nhân, cho thấy đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Những vết bầm tím và chảy xước chỉ ra rằng cô đã bị tấn công trước khi rơi xuống nước. Nhờ vào sự tận tâm và chuyên môn của mình, sau nhiều ngày khám nghiệm và phân tích, ông đã giúp cảnh sát tìm ra sự thật cuối cùng. Người chồng chính là hung thủ đã đẩy vợ xuống sông để chiếm đoạt tài sản. Người chồng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra bằng nghiệp vụ và những câu hỏi sắc bén, nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tên sát nhân đã cúi đầu nhận tội.
Sự xuất hiện kỳ bí của linh hồn nạn nhân trên chuyến xe đêm như một lời cầu cứu, mong muốn sự thật được phơi bày, khao khát đòi lại công bằng cho bản thân. Những giấc mơ huyền bí. Trong một lần nọ, bác sĩ Dương Nhật Tùng được mời tới bãi biển Đạm Thủy khám nghiệm một thi thể nữ, được ngư dân đánh cá trong khu vực phát hiện và báo án. Khi tới hiện trường, ông nhận thấy thi thể đang trong tư thế nằm sấp, mặt úp xuống, lưng ngửa lên trời. Theo những khám nghiệm sơ bộ ban đầu, thì nạn nhân có khả năng bị đuối nước ở khu vực khác và trôi dạt tới đây. Gương mặt của nạn nhân không còn nguyên vẹn, do phần nào đã bị phân hủy và còn bị động vật gặm nham nhở. Vì vậy, danh tính nạn nhân tạm thời chưa thể xác định. Thi thể của nạn nhân sau đó được đưa về phòng pháp y của bác sĩ Dương để tiếp tục phân tích. Trong đêm đó, khi đang say ngủ, trong cơn mộng mị, bác sĩ Dương chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Ông bước ra mở cửa mà trong miệng vẫn lầm bầm. Quái lạ, ai lại tới nhà vào nửa đêm thế này? Khi mở cửa ra, trong bóng tối mập mờ, ông nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng dưới mái hiên, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu tím sọc sạch và ướt đẫm, có nhiều vết đất cát dính trên đó. Khuôn mặt người phụ nữ đầy vết thương nham nhở. Với thâm niên hàng chục năm trong nghề, đã tiếp xúc và chứng kiến qua nhiều trường hợp còn thê thảm hơn thế này, nên cảnh tượng trước mắt đối với ông cũng khá bình thường. Ông cất tiếng hỏi, cô tìm ai và có việc gì? Sao lại tới vào giờ này? Trong tâm trí ông cảm giác được dáng vẻ của người phụ nữ này vừa quen lại vừa lạ. Nhưng vì sao lại có cảm giác quen thuộc thì ông không biết được. Chắc có vẻ ông vẫn còn đang buồn ngủ và vì bị đánh thức lúc nửa đêm nên tinh thần chưa được tỉnh táo. Đang miên man suy nghĩ, lúc ông lấy lại tinh thần thì chợt nhận ra người phụ nữ ấy đã biến mất lúc nào không hay. Trước mắt ông chỉ là một khoảng không gian tĩnh mịch giữa đêm khuya vắng lặng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và nhớ về sự kiện đêm qua, ông vẫn chưa xác định được đó là thật hay là mơ. Nhưng rồi một ý nghĩ bất chợt nổi lên trong đầu. Ông tức tốc chạy đến phòng pháp y mà bỏ cả bữa ăn sáng. Ngay khi vừa đến phòng pháp y, việc đầu tiên ông làm là xem lại hồ sơ vụ án. Trong những tấm hình của bộ hồ sơ đó, có một tấm hình chụp cảnh thi thể của nạn nhân khi vừa được phát hiện, với bộ trang phục còn nguyên trên người. Ông ngay lập tức toát mồ hôi lạnh khi nhận ra trang phục của người phụ nữ đêm qua hoàn toàn tương tự với bộ trang phục nạn nhân đang mặc khi tử vong. Ngay cả vết đất cát dính trên đó cũng giống nhau một cách lạ kỳ. Biết cớ sự không bình thường, ông đã tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng lại thi thể. Ông đã tiến hành thực hiện những biện pháp khám nghiệm đặc thù nhất từ kinh nghiệm của bản thân. Từ đó, ông đã phát hiện nạn nhân đã tử vong trước khi rơi xuống nước. Phần da mặt đã bị cắt bỏ một cách có chủ ý, chứ không phải do động vật gặm nhắm như suy đoán ban đầu. Rõ ràng, đây là một vụ án mạng và cố tình phi tang thi thể. Nhờ vào báo cáo chi tiết của ông, cảnh sát đã vào cuộc điều tra chi tiết hơn bằng nghiệp vụ chuyên môn nhất. Cuối cùng, cảnh sát cũng khoanh vùng và bắt giữ được hung thủ. Nói ra thì thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Ông kể lại sau khi vụ án kết thúc. Trong một vụ án khác, bác sĩ Dương lại được mời tới để khám nghiệm hiện trường một vụ hỏa hoạn. Trong căn nhà đó có thi thể của một người mẹ và một đứa con nhỏ đã tử vong vì không thoát ra được. Cũng tương tự như những vụ án trước, những manh mối ban đầu như thi thể bị cháy đen, bên trong phổi và khoan mũi chứa nhiều bụi than cho thấy đây là một vụ tai nạn. Hai mẹ con hít phải khí độc từ đám cháy dẫn tới bất tỉnh và bị ngọn lửa nuốt chửng. Nguyên nhân ban đầu của đám cháy cũng được suy đoán là do sự cố ngoài ý muốn. Kết luận sơ bộ được đưa ra là trong đêm hai mẹ con đang ngủ say, đám cháy thình lình bùng phát. Hai mẹ con ấy không hề hay biết có lửa trong nhà nên vẫn ngủ say. Quá trình hô hấp khiến khí độc xâm nhập vào cơ thể dẫn tới mê man bất tỉnh rồi không kịp thoát thân mà tử vong. Trở về nhà trong đêm đó, trong cơn mơ màng, ông lại thấy người phụ nữ có thân hình đem sạm, tay bồng một đứa trẻ với bộ quần áo loang lỗ, đầu tóc bết lại, đứng khóc lóc trước mặt ông. Họ cứ đứng đó và không nói gì, chỉ thút thít nức nở. Ông cũng ngồi lặng yên quan sát như thể ông đang cố gắng thấu hiểu thông điệp của họ. Sáng hôm sau, khi tới phòng pháp y, ông đã tiến hành kiểm tra lại thi thể thật kỹ. Và không ngoài dự đoán của mình, ông đã phát hiện ra một vết thương lạ trên thi thể của người mẹ. Vết thương đặc thù đó, nếu chỉ khám nghiệm bằng các biện pháp thông thường sẽ không phát hiện ra được. Cũng từ đó mà bác sĩ Dương đưa ra kết luận, người mẹ vì một lý do nào đó bị tác động ngoại lực gây ra chấn thương làm cho bất tỉnh.
từ đó lật ngược lại kết quả điều tra ban đầu. Hiện trường vụ án được khám nghiệm lại và kết luận sau cùng chính là căn nhà đó bị phóng hỏa có chủ ý. Công tác tiến hành rà soát truy bắt nghi phạm lập tức được triển khai. Sau nhiều ngày điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Người chồng của nạn nhân chính là hung thủ. Hắn đã dựng hiện trường giả để che đậy tội ác. Qua lời thú tội của hắn, câu chuyện dần được hé lộ. Nguyên nhân là vì hắn hay ghen tuông bừa bãi lại mắc chứng nghiện rượu. Tối hôm đó hắn đã uống say, hắn và vợ xảy ra cãi vã dẫn tới xung đột. Hơi men khiến hắn mất kiểm soát hành vi. Hắn liên tục tác động vật lý cho tới khi vợ hắn bất tỉnh. Cơn say che mờ lý trí, hắn nghĩ rằng vợ mình đã chết, nên đã ra tay phóng hỏa căn nhà với mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau khi ra tay được một lúc thì hắn mới hoàn hồn lại và nhận ra rằng đứa con nhỏ vẫn còn bên trong căn nhà. Tuy nhiên, lúc đó ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, không còn cách nào cứu chữa, nên gã chồng sát nhân ấy đã lạnh lùng rời khỏi hiện trường. Đứa trẻ cũng vì thế mà không thoát khỏi tử thần với sự tàn nhẫn của kẻ mất nhân tính. Hắn đã lẫn trốn cho tới khi bị cơ quan cảnh sát bắt được. Những hiện tượng khó giải thích. Một câu chuyện khác được bác sĩ Dương chia sẻ. Trong một đêm khi hai vợ chồng bác sĩ Dương đang ngủ, điện thoại bỗng đổ chuông. Vợ ông là người bắt máy, đầu dây bên kia yêu cầu được gặp bác sĩ Dương. Bà Dương liền chuyển máy cho ông. Trong điện thoại có một giọng lạ thông báo rằng: "Sáng mai hãy tới Tam Hiệp để khám nghiệm thi thể." Rồi đầu dây bên kia cúp máy. Vì vẫn đang trong cơn buồn ngủ, nên ông cũng gật gù rồi đi ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, khi đang ngồi ăn sáng cùng vợ, bà Dương có hỏi ông là: "Ông sửa đường dây điện thoại khi nào mà bà không hay biết?" Ông mới ngờ người ra. Ông lại cho rằng vợ mình mới là người gọi thợ tới sửa điện thoại, vì đường dây điện thoại bàn của nhà ông mấy hôm trước vừa bị đứt. Trong lòng còn nghi hoặc, ông bèn đi ra kiểm tra lại điện thoại, thì mới nhận ra đường dây điện thoại nhà mình vẫn đang bị đứt, chưa hề sửa xong và không thể nhận cuộc gọi. Đúng lúc đó, điện thoại di động của ông đổ chuông, phòng cảnh sát thông báo có một vụ án mạng xảy ra ở Tam Hiệp, và ông được mời đến khám nghiệm. Họ muốn báo trước với mình chăng? Ông tự hỏi trong lòng. Ngoài ra còn có một lần khác, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm cho một vụ tự sát, được biết nạn nhân trong vụ án đó là một chàng trai trẻ, vì áp lực quá lớn từ cuộc sống mà dẫn tới trầm cảm nặng. Cuối cùng, chàng trai ấy đã chọn phương pháp tiêu cực nhất để giải thoát bản thân. Khi hồ sơ vụ án khép lại, đêm đó sau khi tan sở về nhà, ông đã thấy một người thanh niên đang đứng trong góc phòng. Người thanh niên đứng đó, im lặng không nói gì, chỉ nhìn ông và nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó thì tan biến như một làn sương trắng. Có lẽ họ đang muốn gửi tới mình một lời chào, một lời cảm ơn. Văn phòng pháp y đầy bí ẩn. Ngoài những câu chuyện oan hồn hiền linh báo án, thì văn phòng làm việc của bác sĩ Dương cũng mang đậm màu sắc tâm linh. Đó là một căn nhà 3 tầng, nơi trưng bày nhiều mẫu vật pháp y và nhiều thứ kỳ lạ khác mà ông đã cất giữ suốt bao năm qua. Trong đó bao gồm cả những bộ phận không còn nguyên vẹn của các thi thể không có thân nhân nhận dạng. Ông vẫn tắm rửa xử lý gọn gàng sạch sẽ và lưu trữ lại, với hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được người thân tới đón về. Đôi khi gặp vụ án khó, không tìm ra manh mối, ông thường tự độc thoại một mình trong phòng pháp y như để tìm cảm hứng phá án. Thật kỳ diệu là trong những lần như thế, ông lại nảy ra trong đầu những hướng điều tra mới, giúp tìm ra manh mối quan trọng để phá án. Có người nói đó là trực giác mách bảo, nhưng riêng ông lại tin đó có thể là những thế lực thần bí nào đó muốn giúp ông tìm ra sự thật. Một người làm bảo vệ ở tòa nhà đó kể lại, có một lần ông có ca trực đêm ở tòa nhà đó. Khi đó mọi người đã ra về hết, tòa nhà đã tắt điện. Nhưng nửa đêm thì ông phát hiện có ánh đèn trên cửa sổ lầu 3, nơi bác sĩ Dương hay làm việc. Ông bèn đi lên đó để kiểm tra. Khi cửa thang máy lầu 3 mở ra, người bảo vệ nhìn vào hành lang lầu 3 thì thật kỳ lạ, không có ánh đèn nào hắt ra cả. Dãy hành lang thẳng tắp tối đen sâu hun hút. Người bảo vệ lập tức quay đầu đi xuống. Anh ta tự nhủ, dù là ai mở đèn thì tốt nhất là không nên làm phiền họ. Mỗi năm, vào dịp lễ rằm tháng 7, ông và đồng nghiệp đều tổ chức lễ cúng tại văn phòng như một cách tôn trọng và an ủi các linh hồn chưa được siêu thoát. "Chúng tôi hy vọng họ có thể yên nghỉ và cảm thấy được tôn trọng," ông chia sẻ. Tiến sĩ Trần Minh Hòa, một nhà tâm lý học nổi tiếng,
nhận xét. Những trải nghiệm của bác sĩ Dương có thể xuất phát từ áp lực công việc và tâm lý của một người thường xuyên tiếp xúc với cái chết. Những giấc mơ và cảm giác kỳ lạ có thể là biểu hiện của tiềm thức đang xử lý thông tin. Ông cho rằng việc đối mặt liên tục với các vụ án nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý và gây ra những hiện tượng như mơ thấy nạn nhân hoặc có linh cảm đặc biệt. Ngược lại, giáo sư Lý Anh Tuấn, chuyên gia về văn hóa dân gian và tâm linh, tin rằng trong văn hóa Á Đông, việc linh hồn tìm đến người sống để cầu cứu không phải là điều hiếm gặp. Bác sĩ Dương có thể có khả năng đặc biệt trong việc kết nối với thế giới siêu nhiên. Ông cho rằng những hiện tượng này không nên bị coi nhẹ mà cần được nghiên cứu và tôn trọng. Dù có những điều khó giải thích, nhưng tôi tin vào bằng chứng và phân tích khoa học. Tuy nhiên, tôi cũng không bỏ qua những linh cảm hay trực giác, vì đôi khi chúng giúp tôi nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác. Câu chuyện về bác sĩ Dương Nhật Tùng không chỉ là minh chứng cho sự cống hiến và tận tâm trong công việc, mà còn mở ra những suy nghĩ về mối quan hệ giữa khoa học và những điều chưa thể giải thích. Trong thế giới này, liệu chúng ta đã biết được bao nhiêu thứ và còn bao nhiêu thứ chúng ta chưa khám phá hết? Không một ai hay không một tổ chức nào dám khẳng định đã biết hết tất cả. Vì vậy, chúng ta nên đón nhận những điều mới mẻ với tinh thần khách quan nhất. Đồng nghiệp và những người trong ngành đều kính trọng bác sĩ Dương không chỉ vì kiến thức chuyên môn mà còn vì tấm lòng nhân ái và sự tận tâm với nghề. Nhiều người trẻ trong ngành pháp y coi ông là tấm gương sáng để noi theo. Ông ấy không chỉ dạy chúng tôi về kỹ năng mà còn về đạo đức và lòng nhân ái, một đồng nghiệp trẻ chia sẻ. Bác sĩ pháp y Dương Nhật Tùng đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm sự thật và mang lại công lý cho các nạn nhân. Những trải nghiệm kỳ lạ trong sự nghiệp của ông nhắc nhở chúng ta rằng có những điều trong cuộc sống vượt ngoài tầm hiểu biết, và đôi khi, việc mở lòng đón nhận những điều kỳ diệu có thể giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề từ một góc độ mới mẻ và sâu sắc hơn. Cuộc sống là một hành trình đầy bí ẩn, và nhiệm vụ của chúng ta là không ngừng khám phá và học hỏi, ông tâm sự. Có lẽ câu chuyện của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau, không chỉ trong lĩnh vực pháp y mà còn trong cuộc sống nói chung. Hành trình giải mã những bí ẩn của bác sĩ Dương Nhật Tùng vẫn chưa kết thúc, và ai biết được, có thể ông sẽ còn tiếp tục chạm trán với những điều kỳ diệu khác trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của TV Bí Ẩn. Mỗi một like và một subscribe của các bạn là động lực rất lớn dành cho đội ngũ của TV Bí Ẩn. Nếu các bạn còn biết những sự kiện kỳ bí nào từng gây chấn động thế giới, hoặc các bạn có góp ý gì về nội dung của video, đừng ngần ngại, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để góp phần giúp TV Bí Ẩn ra thêm nhiều video chất lượng phục vụ các bạn. Chúc các bạn một ngày nhiều điều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.